Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về công dụng của sản phẩm đạm xâm nhung heo linh chi đối với những người mà có cơ thể gầy yếu, ăn mãi không tăng cân. Thưa các bạn, cơ thể gầy gò hay là ăn mãi không tăng cân là một trong những vấn đề khá nhiều người mắc phải hiện nay đúng không ạ? nếu như đối với những người mà có cân nặng dư thừa hay là thân hình hơi béo một chút thì họ còn có thể dễ dàng giảm cân tuy nhiên đối với những người gầy thì họ lại không dễ dàng để tăng cân một chút nào chính vì vậy việc tìm ra nguyên nhân cũng như là tìm ra loại thực phẩm giúp họ có thể tăng cân dễ hơn cũng như là có được thân hình đầy đặn hơn là một vấn đề của rất nhiều người mong muốn và chính vì vậy trong video ngày hôm nay Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn dòng sản phẩm đạm sâm nhung heo linh chi một trong những dòng sản phẩm không chỉ giúp tăng cường sức khỏe bồi bổ, bổ thể lực mà còn có khả năng là giúp tăng cân ở những người gầy gò đạm sâm nhung hiệu linh chi là một trong những sản phẩm chính hãng xuất xứ từ hàn quốc và như các bạn có thể thấy thì dòng sản phẩm này được chiết xuất từ ba thành phần vô cùng quý hiếm đó chính là hồng sâm 6 năm tuổi nấm linh chi và nhung hiệu và ba thành phần này thì vốn đã được chứng minh là có công dụng rất tốt đối với sức khỏe không chỉ có khả năng là phòng ngừa ung thư hỗ trợ điều trị nhiều bệnh mà chẳng hạn như nhung hươu còn được biết đến như là một trong những loại thành phần ở bồi bổ sức khỏe rồi là tăng cân vô cùng tốt đúng không ạ? Và như các bạn có thể thấy có rất nhiều người hiện nay khi mà sử dụng sản phẩm có chiết xuất từ nhung hươu thì họ tăng cân rất là dễ. Và chính vì những điều này thì các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã áp dụng và cho so ra đời dòng sản phẩm đạm sâm nhung hiêu linh trì. À, với dòng sản phẩm đạm sâm nhung hiêu linh chi như thế này thì đã được rất nhiều người sử dụng và trong đó thì cho có rất nhiều người cho kết quả vô cùng tốt đó chính là chỉ sau khi sử dụng từ một cho đến là hai hộp sản phẩm này thì họ thấy là sức khỏe của mình chuyển biến rất tốt đồng thời là hệ miễn dịch của họ cũng được tăng lên tốt hơn cũng như là cơ thể của họ dần trở nên đầy đạn hơn và nhung hiêu thì vốn đã được biết đến là một trong bốn loại tứ đại thường dược đó chính là sâm nhung quế phụ và chính vì vậy việc thành phần nhung hiêu có trong sản phẩm này là điều mà chúng ta không thể bỏ qua. Và mọi người thì thường hỏi Kiều Anh rằng là tại sao dòng sản phẩm đạm sâm nhung hiêu linh chi này nó lại có khả năng tốt cho người gầy cũng như là có khả năng tăng cân tốt như vậy thì kiểu Anh xin được giải thích. Phân tích nhung hiêu tìm thấy trong thành phần hóa học của nó có chứa các canxi carbonat, canxi phốt phát, chất keo protein, kích tố, axit amin. Trong đó, các chất kích tố và axit amin từ nhung hiêu có rất nhiều tác dụng tới sức khỏe, cơ thể của con người và trong một số tài liệu có ghi rằng toàn thân con heo thì đều bổ dưỡng cho con người và với những thành phần như vậy thì khi chúng ta sử dụng sản phẩm đạm nhung heo linh chi nó sẽ có khả năng là tăng cân cho chúng ta đồng thời như các bạn cũng nên biết rằng nếu như cơ thể của chúng ta gầy gò ốm yếu và không tăng được cân đó chính là một phần do cơ thể của chúng ta không hấp thu được các chất dinh dưỡng đồng thời một phần là do hệ tiêu hóa của chúng ta khi chúng ta tiếp nạp thức ăn vào thì thành hệ dạ dày nó không tiếp thu được các chất dinh dưỡng từ thức ăn từ đó thì cơ thể của chúng ta không được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng và từ đó thì cơ thể của chúng ta gầy gò ốm yếu Tuy nhiên thì khi chúng ta sử dụng sản phẩm đạm sâm nhung hiêu linh chi như thế này với thành phần nhung hiêu, hồng sâm và linh chi có trong đó thì nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta được hấp thu tốt hơn đồng thời là cải thiện hệ tiêu hóa của chúng ta. Nghĩa là khi chúng ta tiếp nạp thức ăn vào trong cơ thể thì chúng ta sẽ hấp thu được hết toàn bộ những chất dinh dưỡng mà sản phẩm này mang lại cũng như là các chất dinh dưỡng từ thức ăn khác. Chính vì vậy khi chúng ta sử dụng sản phẩm đạm sâm nhung hiêu linh chi này trong một thời gian dài thì cơ thể của chúng ta sẽ được tăng cân rõ rệt đồng thời là sức khỏe của chúng ta sẽ được khỏe mạnh hơn à, cũng như là các axit amin đồng thời là các kích tố có trong thành phần nhung hiệu sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta à, được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng đồng thời là hỗ trợ tốt trong việc là um, có nhu cầu tăng cân của chúng ta Chính vì vậy đối với những người mà đang có thể trạng ốm yếu gầy gò và mãi không tăng cân được thì Kiều anh khuyên rằng chúng ta nên sử dụng sản phẩm này bởi vì đây chính là một trong những phương pháp an toàn hiệu quả à, dành cho những người muốn tăng cân và với sản phẩm đạm sâm Nhung heo Linh Chi này thì cách sử dụng cũng vô cùng là đơn giản thôi. Sản phẩm thì có mùi thơm khá là dễ chịu, thế nên là với sản phẩm này mỗi ngày chúng ta sẽ uống từ 2 cho đến là 3 lần và mỗi lần sẽ là một viên đạm sâm Nhung Linh Chi như thế này ở trước bữa ăn từ khoảng 15 cho đến là 20 phút. Và các bạn sử dụng sản phẩm này trong một thời gian dài chúng ta sẽ thấy hiệu quả rõ rệt ở cơ thể của mình, đồng thời là chúng ta sẽ thấy là mình khỏe lên trông thấy. Và để mua được dòng sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất thì các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904363985 hoặc 0904886428 để được tư vấn miễn phí về dòng sản phẩm đạm xâm nhung hươu linh chi. Hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com để đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn cũng có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm đạm xâm nhung linh trì này. Và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh đưa ra trong video ngày hôm nay thì đã mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Các bạn muốn tìm hiểu thêm về dòng sản phẩm đạm xâm nhung linh chi thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những video mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ.